Một nghiên cứu mới vừa được trường y khoa Harvard thuộc Đại học Harvard công bố cho thấy các hành khách trên máy bay có nguy cơ bị tổn thương vĩnh viễn khi sự cân bằng áp suất trong màng nhĩ bị phá vỡ. Đó là khi chiếc máy bay chở bạn hạ độ cao đột ngột do hạ cánh hay một vấn đề khẩn cấp nào đó. Đối với hầu hết mọi người, khi máy bay hạ độ cao đột ngột, một cảm giác khó chịu, lùng bùng, ù tai sẽ xâm chiếm đôi tai của bạn. Đó chính là do sự mất cân bằng áp suất. Thông thường, áp lực lên màng nhĩ có thể được xóa bỏ nhờ việc làm thông suốt một ống mỏng châm tai có tên là Eustach giúp cân bằng áp suất. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng nếu bạn đang ngủ, bạn khó lòng thực hiện kịp thời các hành động tự nhiên giúp giải phóng áp lực khiến ống Eustach có thể bị tắc. Áp suất tác động lên màng nhĩ sẽ nhanh chóng làm tổn thương nó trước khi bạn kịp cảm thấy đau và giật mình tỉnh giấc. Đó có thể là một lỗ dò sâu khiến máu chảy ra từ tai của bạn và đủ làm bạn mất thính lực. Vì vậy, đừng lười biếng khi nghe thấy tiếng chuông báo thức hoặc thông báo của tiếp viên.